Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Để tiếp nối trong loạt video độ xe máy xăng thành xe điện của mình đã được rất nhiều anh em quan tâm. Do mình khá là bận nên chỉ thi thoảng mình mới làm được một chút. Và trong video này thì mình sẽ tiến hành nâng cấp một số các cái linh kiện cho chiếc xe của mình. Ok, bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ thay thế hai chiếc cốp của xe. Hai chiếc cốp cũ của xe thì được làm bằng nhựa và nó đã bị lứt thì mình sẽ thay bằng loại inox. Và tiện thì mình thay luôn hai con ốc để giữ cốp cũng bằng inox luôn để việc tháo lắp ra cho tiện. Tiếp theo thì mình sẽ thay chiếc ba ga cho xe. Chiếc ba ga như chiếc xe cũ thì nó được làm bằng sắt và nó đã bị gãy thì mình sẽ thay bằng chiếc ba ga inox. Tiếp theo thì mình sẽ thay ghi đông tay lái cho xe để cho chiếc xe cảm giác trẻ trung và hiện đại hơn. Sau này nếu thích thì mình có thể thay lại cũng được. Và để có thể thay được tay lái thì mình sẽ cần phải dùng một chiếc sọ khỉ để có thể bắt được tay lái vào, trông cũng sẽ như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ lắp nó vào xe. Mình sẽ phải nối lại dây điện một chút. Tiếp theo thì mình sẽ nâng cấp đến động cơ của xe. Động cơ của chiếc xe trước thì mình sử dụng là loại 350W. Mình sẽ thay thế bằng chiếc động cơ 800W và dùng phanh đĩa thay cho phanh cơ.
và cuối cùng thì mình sẽ nâng cấp phần đồng hồ hiển thị. Màn hình hiển thị thì có chức năng báo pin, quãng đường đi được, đèn báo rẽ và vận tốc của xe. Ok, như vậy là mình đã nâng cấp được một số các cái chi tiết cho xe. Khi nào có thời gian thì mình sẽ nâng cấp thêm một số các cái chi tiết như là pin, giảm xóc sau và một số các cái chi tiết khác. Nếu anh em quan tâm thì có thể theo dõi kênh để có thể xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.